Làm vaccine xong có nên sử dụng thuốc sát trùng hay không? Xin chào, tôi là Phạm Xuân Trịnh, bác sĩ thú y, chuyên gia chuẩn đoán cơ đơn bốc thuốc, 13 năm kinh nghiệm. Hôm nay tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh chị em: sau khi sử dụng vaccine xong, chúng ta có nên sử dụng thuốc sát trùng hay không? Kính thưa toàn thể quý anh chị em, thì một trong những cái sản phẩm mà tôi đang muốn nhấn mạnh với các bạn ở đây, các bạn không nên dùng sản phẩm này sau khi sử dụng vaccine. Như các bạn đã biết, vua sát trùng là một trong những sản phẩm có thể tiêu diệt được 650 loại vi khuẩn, 260 loại virus khác nhau. Nên là khi chúng ta sử dụng vaccine vào cơ thể của vật nuôi mà vô tình các bạn sử dụng thuốc sát trùng, các bạn phun lên người vật nuôi hoặc phun vào chuồng trại, thì nghiễm nhiên thuốc sát trùng này sẽ được tác động trực tiếp vào cơ thể của vật nuôi. Ví dụ như vật nuôi có thể uống cái nước mà có chứa chất sát trùng này, có thể thuốc sát trùng này nó bay vào mũi, vào mắt của vật nuôi, thì nó sẽ làm cho giảm hiệu lực của vaccine khi đưa vào cơ thể của vật nuôi. Vậy thì tôi khuyến cáo quý anh chị em, với vua sát trùng, do tính chất sát khuẩn cực mạnh của nó, các bạn không nên sử dụng sau khi đã làm vaccine ở trên vật nuôi. Tuy nhiên có một yếu tố cực kỳ quan trọng giúp các bạn làm vaccine thành công hơn. Các bạn hãy dùng vua sát trùng để các bạn phun vào trong chuồng trại vật nuôi 2 đến 3 ngày trước khi chúng ta sử dụng vaccine. Vậy có nghĩa rằng là lượng virus vi khuẩn ở trong chuồng đã bị giảm xuống một mức tối đa. Và khi đó các bạn sử dụng vua sát trùng vào để giảm áp lực mầm bệnh rồi, các bạn lại sử dụng vaccine để phòng bệnh cho vật nuôi. Vậy thì tác động, hiệu quả của vaccine nó càng tăng lên cực mạnh. Tại vì các bạn biết rằng khi chúng ta sử dụng vaccine trên đàn vật nuôi, con vật nuôi nó càng ít bệnh, nó càng âm tính thì hiệu lực vaccine càng cao. Tuy nhiên đấy là một trong những cái giải pháp để giúp cho tăng hiệu lực sử dụng vaccine ở trên đàn vật nuôi. Còn lại các bạn hoàn toàn có thể sử dụng vaccine cho những con vật đang dương tính với chính mầm bệnh đấy. Tuy nhiên mầm bệnh ở trên đàn vật nuôi mà bị giảm đi, chúng ta sử dụng vaccine càng hiệu quả cao hơn. Vậy thì vua sát trùng là một trong những sản phẩm giúp cho các bạn có thể sử dụng để hỗ trợ trong quá trình làm vaccine để tăng hiệu lực của vaccine. Và các bạn nhớ cho tôi, không nên sử dụng vua sát trùng sau khi đã làm vaccine trong vòng khoảng tầm 5 ngày. Và các bạn nên sử dụng vua sát trùng trước khi làm vaccine khoảng đâu đấy 1-2 ngày thì hiệu quả cực kỳ cao. Cảm ơn quý anh chị em đã xem video clip của Xuân Trịnh. Nếu các bạn thấy video clip này hữu ích, hãy chia sẻ video này ra để cho nhiều người nhận được kiến thức này hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.